Huỳnh Hữu Phước, 26 tuổi, làm công việc giao hàng, là dịch giả của cuốn sách Con Gái, Tên Gốc, Phiêu của nhà văn Pháp Camille Laurent. Hồi tháng 11 năm ngoái, nam shipper từng gây bão mạng xã hội ở buổi giao lưu với nhà văn Mark Levy khi đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp cho tác giả. Cơ duyên trở thành dịch giả đến với Hữu Phước vào cuối năm 2021. Xuất viện sau khi khỏi Covid-19, một người chị, cũng là dịch giả, thường trò chuyện với Phước về văn chương, đã ngỏ ý muốn anh thử sức ở mảng này. Ban đầu, chàng trai e dè vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm dịch thuật. Anh nhận thấy sách của một văn sĩ đương đại như Camille Laurent là quá sức với mình. Tuy nhiên, sau khi được bạn bè khích lệ, Phước đã nhận lời. Hàng ngày, anh vừa dịch sách vừa giao hàng mưu sinh. Khó khăn về vật chất lẫn tinh thần, phải điều trị chứng rối loạn lo âu và lưỡng cực, đôi khi khiến anh rơi vào những áp lực. Nhờ sự giúp đỡ của người chị dịch giả cùng ban biên tập nhà xuất bản, đam mê đã biến thành nguồn động lực vô hình giúp Phước hoàn thành tác phẩm đầu tay. Sau hơn nửa năm, anh nộp bản thảo đầu tiên. Đầu tháng 7, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành cuốn sách Con Gái trên toàn quốc. Hữu Phước chọn tên dịch giả là Di, B, cảm xúc của tôi khó diễn tả bằng ngôn từ, như kiểu trẻ con được nhận quà. Niềm vui mà lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được, nam dịch giả xúc động nói. Cuốn sách Con Gái thuộc thể loại văn học Pháp, dài 260 trang. Tác phẩm lần lượt lật mở số phận của người phụ nữ thông qua nhân vật Laurent Barraquer, người đối diện với những vấn đề về nữ quyền, tình dục và con người trong xã hội hiện đại. Ngay từ rất sớm, thông qua ngôn ngữ và cha mẹ, Laurent hiểu được vị trí của người con gái trong cuộc đời luôn thấp kém hơn con trai. Đến những năm 1990, khi đã làm mẹ, cô vật lộn với câu hỏi ý nghĩa của việc là một cô gái, và bài học nào nên dạy hoặc không cho con gái yêu dấu của mình. Camille Laurent đã sử dụng ba ngôi kể nhằm mô tả, nhấn mạnh những suy nghĩ, cảm xúc và sự chuyển đổi từ một cô gái sang một người phụ nữ. Điều này giúp thể hiện một cách chân thực và độc đáo trải nghiệm của người phụ nữ trong thế kỷ 20-21. Bản dịch tiếng Việt của Hữu Phước được nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam gửi cho giáo sư TS Văn học Pháp Nguyễn Vinh Đào, Viện Đại học Paris Sorbonne, hiện sinh sống ở Pháp, đọc thẩm định. Giáo sư nhận xét bản dịch khá thông suốt và trôi chảy. Nhìn chung bản dịch của Phước thể hiện thông điệp của tác giả, đại diện nhà xuất bản cho biết. Biên tập viên của nhà xuất bản cũng cho rằng bản dịch của nam shipper có nhiều pha chơi chữ, ẩn dụ được chuyển ngữ khá tài tình. Vượt lên nghịch cảnh, Hữu Phước học tiếng Pháp từ nhỏ, là cựu học sinh trung học phổ thông Lê Quý Đôn. 18 tuổi, anh thi đậu vào ngành tiếng Pháp của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, do biến cố gia đình, anh phải tự lập bằng việc dọn ra ở trọ, tự đi làm để kiếm tiền sinh hoạt. Để có tiền trang trải, Phước phải làm thêm nhiều công việc từ bảo vệ, giữ xe, phục vụ nhà hàng đến shipper để chủ động thời gian cho việc học. Mỗi ngày, anh làm việc từ 8 tháng 10 tiếng, thường về nhà sau 21 giờ. Đến năm thứ 3, áp lực kinh tế khiến anh không kham nổi tiền học phí. Vốn có nhiều bệnh về đường hô hấp, mỗi khi Sài Gòn trở lạnh, anh phải nhập viện, uống thuốc rất đắt đỏ. Thế nhưng, niềm đam mê tiếng Pháp và văn học không bao giờ lụi tàn. Hữu Phước đã vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ dịch cuốn sách Con Gái của Camille Laurent. Đây là một hành trình đầy khó khăn nhưng đáng tự hào cho nam shipper trẻ này, người đã chinh phục ngôn ngữ và văn học Pháp để truyền tải tác phẩm ý nghĩa đến độc giả Việt Nam.